Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi chợ là mình có thấy người ta bán mấy cái khuôn làm kem như vậy nè. Mình mua về sẵn như là hôm nay rồi vô mùa hè rồi đó, thì mình sẽ ở nhà mình sẽ làm kem cho mấy đứa nhỏ nó ăn ha. Thì sẵn ở nhà nè mình cũng có sòi luôn, nên là mình sẽ làm là kem sòi nha. Nguyên liệu mình gồm có là mình có là 2 cái sòi với lại là nửa chén sữa đặc với lại 2,5 muỗng canh đường. Khuôn này thì mình mua cũng nhiều cái lắm các bạn, cho nên nó là hôm nay mình chỉ để cái một khuôn lên thôi ha. Về trước tiên thì mình sẽ gọt sòi ra, mình sẽ làm kem nha. Bây giờ mình sẽ gọt cái phần vỏ ra, gọt vỏ ra rồi sau đó mình sẽ lấy cái cơm sòi nha. Sòi này là mình mua sòi này giống như là sòi keo á các bạn, sòi keo mình dạng như sòi chín á, ăn cũng rất là ngọt nha. Như là mùa này là thứ nhất mưa thì mưa cũng dữ lắm các bạn, nhiều khi nóng thì cũng nóng cũng dữ lắm, cho nên là hôm nay thời tiết Bến Tre mình cũng rất là nóng ha. Thì mình sẽ làm kem ở nhà ăn. Ví dụ như sẵn ở nhà mình có mấy cái bộ khuôn như vậy nè, thì các bạn thích mà ăn cái vị kem nào á thì mình làm vị kem nấy cũng rất là tiện ha. Rồi sòi thì mình sẽ xắt nhỏ ra ha, tạo một hồi mình để vô trong cái cối mình xay cho nó dễ, chứ để nhiều khi cái miếng bự á mình xay nó cũng hơi khó ha. Hồi mình sẽ chừa lại một miếng nha các bạn, mình chừa lại một miếng đặng mình xắt hạt lựu nhỏ nha, chứ để trong cái miếng kem á mình ăn vừa có cái sòi, cái cơm sòi á, ăn nó cũng rất là ngon ha. Hồi nãy mình cũng quên nói với các bạn là có thêm một bịch sữa tươi nữa nha, một bịch sữa tươi không đường như vậy nè. Đặng khi mà mình xay đặng mình lấy cái phần sữa tươi này mình không có cần thêm nước ha. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần sòi nè vô trong cái máy ha. Sòi giờ chín thơm lắm luôn á. Mình sẽ cho sữa tươi nè, cho hết một bịch sữa tươi không đường luôn ha. Bây giờ mình sẽ xay lên. Tiếp mình sẽ cho sữa nha, sữa đặc nè, sẽ cho vô hết luôn. Mình cho đường vô luôn ha. Mình sẽ thay cái cối lớn hơn ha. Bây giờ mình sẽ quay tiếp nha. Cái phần sòi nè, đó mình xay ra nè, bây giờ rất là mịn ha. Nè, và bây giờ là mình sẽ cho vô trong cái ca nha. Còn giờ cái phần xài á, cái mặt hồi nãy còn lại nè, thì bây giờ là mình sẽ xắt hạt lựu nha. Mình sẽ lạng cái phần, cái mặt nè, mình lạng cho nó đều ra, lạng mình xắt cho nó dễ. Rồi bây giờ là mình sẽ xắt hạt lựu lại luôn nha. Xắt hạt lựu mình cũng xắt nhỏ nhỏ thôi, không cần xắt lớn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ để vô trong cái ca. Một hồi mình sẽ cho vô khuôn á. Thì khi mà mình ăn là cũng có một miếng sòi với lại kem ha. Rồi giờ mình đã cắt hạt lựu xong hết rồi nè, giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Mình sẽ cho vô khuôn, tại hồi nãy cái ca mình thấy nó đầy quá, mình sẽ chiết qua một bên rồi đó. Rồi. Như mấy cái khuôn như vậy nè các bạn, khi mà kem nó đặc á, thì mình chỉ cần á, là lấy ra là cái kem nó sẽ dính vô đây luôn, mình ăn nó xong rồi mình sẽ rửa lại, nó rất là tiện ha. Mỗi khuôn này á, là mình có thể mình mua ở trên shop Shopee cũng được các bạn, còn không á, thì mình ra chợ mà chỗ mà người ta bán những cái đồ nhựa á, người ta vẫn có bán nha. Giờ mình sẽ cho vô khuôn như vậy nè các bạn. Mình cho đến hết cái khuôn này thôi, sau đó là mình sẽ để đặt nha. Và bây giờ là mình sẽ sử dụng que như vậy nè, mình ghim xuống. Khi nào mà cái phần kem đặc á, thì mình sẽ lấy ra mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Giờ cái phần kem á, là mình cũng đã để từ ngày hôm qua tới nay á các bạn, thì bây giờ chắc kem cũng đã đặc rồi á, thì mình sẽ lấy ra ha. Dưa bữa nay đi bán còn có nhiêu đây vậy các bạn. Hôm nay làm dưa cũng nhiều lắm nha, với lại cái hộp kem này luôn mình sẽ lấy ra. Cái phần cái khuôn này nè các bạn, mình cũng mới mua lần đầu à, mình cũng xài thử lần đầu luôn. Giờ mình sẽ lấy ra thử coi nó được hay không ha. Nó cứ ngắt à, chưa lấy ra được. Cái này phải để cho nó nguội tí xíu mới lấy ra được các bạn ơi. Nè kem mít của mình, kem sòi cũng sẽ giúp kem mít như vậy. Đó là kem sòi nè. Còn cái phần kem nè các bạn nhìn là nó rất là láng ha. Cái khuôn kem á, mình cũng lấy ra từ hồi nãy tới giờ á, thì bây giờ mình sẽ lấy ra thử nha. Sao nó rút cái cây ra luôn rồi, nó không có gom kem ra nè. Nó rất là dẻo nhưng mà lấy ra không có được. Như các bạn nào mà xài cái loại khuôn này rồi các bạn lấy ra như thế nào thì các bạn comment ở dưới video cho giúp mình ha. Tại vì giờ mình lấy ra không có được, mình lấy ra thì cái cây que nó lấy ra không à, không có rút được cái phần kem ra các bạn nè. Mình không có rút được cái phần kem ra ha, mình chỉ lấy được cái cây que ra không à. Tại vì mình mới mua cái cây que, mình mới mua cái khuôn này nè, mới mua lần đầu mà mình cũng mới vừa xài thử luôn, cho nên nó là mình chưa có biết cách lấy ra. Như bạn nào có xài rồi thì giúp mình nha, chỉ mình sẽ lấy ra cho dễ hơn ha. Bây giờ là mình cũng phải để thử một chút xíu cho nó nguội bớt ấy, mình sẽ lấy cây kem thử có được hay không nha các bạn. Chứ hồi nãy là mình lấy ra rồi cái mình để cũng để nguội tí xíu rồi đó các bạn. Cái này về là mình lấy ra rồi cái lấy luôn cây que rồi chứ không lấy được cái cây kem. Bây giờ là con cháu mình với mình thì sẽ ăn kem, mình sẽ múc muỗng mình ăn nha. Là Lam Si con ăn trước đi, ăn trước thử coi cái gì dẻo không. Bà Si ăn thử đi con, sao béo không? Béo ngon không? Kem sòi này ngon lắm luôn á. Sao ngon rồi các bạn. Giờ mình sẽ sắn xuống cho các bạn xem nha. Là cái độ dẻo nè, kem là rất là mịn ha. Kem á nó rất là béo, sòi á ăn có thơm lắm luôn. Cái này có sữa tươi với lại thêm sữa đặc nữa, cho nên cái vị béo nó rất là ngon. Các bạn cũng làm ăn thử đi, tại vì cái mùa này á, là sòi nó cũng rẻ lắm các bạn. Mình mua là sòi, mình mua cái loại sòi này là sòi keo mà dạng chín á, mình mua là chỉ có 20-30 ngàn ký à. Nhưng mà mình làm chỉ cần nửa ký thôi là mình đã có được một hộp kem mình ăn rồi ha. Ăn rất là ngon. Trời ơi thì nó đang nóng các bạn, đang nóng dữ lắm, cho nên là mình ăn kem như vậy rất là mát ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra thử lại nha. Cũng vậy rồi anh ơi. Ra rồi nè, ra rồi. Nhưng mà lúc mà mình lấy ra cái phần kem trong đây nè nó bị tan các bạn, nó không có bị cứng, nó không có được cứng ha. Rồi xem con cầm trước đây, con ăn trước đây, cầm cái dưới que dưới đây nè, cầm dưới que, đúng rồi, đẹp ghê luôn. Rồi để lấy cho nó làm luôn đây. Cái phần cái khuôn này tính ra cũng hơi khó xài các bạn. Mình phải để cho nó hớp lạnh đó, mình mới lấy ra được. Khi mà hớp lạnh đó là mình ăn cái kem nó đã tan rồi, ăn nó sẽ không có được ngon ha. Nè, nó dính kem ở trong cái phần hộp này nè. Như cái hộp này, như cái khuôn này là mình không biết sử dụng các bạn. Như các bạn nào đó là có sử dụng cái hộp, cái khuôn này rồi á, thì các bạn giúp mình comment dưới video giùm mình nha. Và lạnh không? Nhưng mà ăn ngon không? Ăn cây vậy ngon phải không? Dạ. Nó dẻo không? Dẻo. Dẻo. Đó, hai đứa con, cháu mình với con mình nó ăn nó rất là mê kem các bạn. Béo quá. Ở nhà là con cháu mình nó rất là mê kem ha. Rồi mình cũng xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Chào các bạn.